Những năm gần đây, kinh tế ban đêm ngày càng được nhiều quốc gia chú trọng khai thác, được coi là một động lực tăng trưởng kinh tế mới. Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng, kinh tế đêm còn có thể nâng tầm hình ảnh và danh tiếng của các thành phố. Tại thành phố Hồ Chí Minh, kinh tế đêm dù góp phần làm nên sức sống của đô thị, nhất là thúc đẩy phát triển du lịch, nhưng theo nhận xét của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, đến nay vẫn chưa phản ánh hết giá trị và bản chất của kinh tế đêm. Khai mạc vào đúng dịp Tết Nguyên Tiêu Giáp Thìn, phố ẩm thực Hà Tôn Quyền là một trong những phố đêm mới nhất được thành lập với kỳ vọng kích thích sự phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận 11. Sủi Cảo là cái điểm mà đặc trưng của phố Hà Tôn Quyền so với các tuyến phố khác. Và mong muốn của ủy ban quận là sẽ phát triển được là một cái phố ẩm thực và tiến tới là cái phố đi bộ. Và nó cũng là một cái điểm nhấn trong cái công tác quảng bá du lịch mà quận 11 cùng hưởng ứng với sở du lịch và thành phố. Dễ dàng nhận thấy gần đây, hàng loạt các phố đêm, chợ đêm đang được thành lập tại các quận, huyện như phố ẩm thực Phan Xích Long, chợ đêm Hồ Thị Kỷ, chợ đêm Thảo Điền. Dù có ý nghĩa tích cực nhưng các hoạt động khác xung quanh thì chưa thấy nhiều. Điều này chưa phản ánh hết giá trị và bản chất của kinh tế đêm. Thì thật sự thì cái mặt bằng chung của các chợ đêm chúng ta hiện tại nó đang tương đồng nhau về nhiều mặt hàng. Vì vậy nên nếu như chúng ta đưa rất nhiều cái hoạt động chợ đêm vào như vậy thì đôi khi sẽ làm cho khách hàng họ cảm thấy có sự đồng điệu quá, đơn giản quá. Và nếu như chúng ta khai thác được giá trị câu chuyện của từng địa phương thì mỗi quận huyện chúng ta sẽ đưa ra nhiều cái giá trị khác nhau, thì lúc đó khách hàng họ mới có nhiều cái lựa chọn khi trong cái việc chương trình tour của mình đi nó sẽ được hoạt động một cách cụ thể hơn. Không phải là khu nào cũng có thể làm kinh tế đêm được hết trơn, và tùy theo cái giao thông nữa, người ta đến, người ta đậu xe được, người ta đi bộ được và người ta thấy an toàn thì cái đó mới làm, chứ còn không phải là bất cứ là hãy nghe nói kinh tế đêm là cứ việc là đem đồ ra ngoài là bài bán là cũng không có thể được, phải có những cái nghiên cứu, thì những cái nghiên cứu đó nó giúp cho mình. Thưa quý vị, kinh tế đêm đang là một trong những xu hướng phát triển của kinh tế thế giới và thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ không tách rời xu hướng đó. Tuy nhiên, để có thể phát triển kinh tế đêm phát triển một cách thiết thực và mang lại hiệu quả cho thành phố thì rõ ràng cần có một chiến lược bài bản và cụ thể hơn, có thể được kết hợp nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực, từ đó mới có thể giúp cho ngành kinh tế của thành phố phát triển và kinh tế đêm trở thành một trong những điểm nổi trội của kinh tế thành phố.